Sáng ngày 18 tháng 7 tại hội trường 2 tháng 9 thành phố Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 NQTVK ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ra Lan Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, lãnh đạo các sở ban ngành, đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thường trực các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các hội, tổ chức chính trị xã hội cùng các cơ quan báo chí địa phương, trung ương thường trú trên địa bàn. Qua 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 33 NQTVK, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn xác định phương châm: phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng. Lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền đã triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa con người Gia Lai, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, tỉnh cơ bản đáp ứng 5 mục tiêu, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp được nêu trong nghị quyết. Từ đó, từng bước xây dựng và hoàn thiện được khung thể chế, chế định pháp lý và thiết chế văn hóa, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh, từ việc xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan đảng, hệ thống chính trị đến doanh nghiệp và của cộng đồng khu dân cư. Cùng với đó, công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, vật thể, phi vật thể, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh được tiến hành thường xuyên. Hoạt động phục dựng, bảo tồn các lễ hội, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, các nghề thủ công truyền thống, nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Gia Rai Ba Na được chú trọng, góp phần phát triển du lịch văn hóa. Trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bố trí hơn 16 tỷ đồng để thực hiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản không gian văn hóa Cồng Chiêng giai đoạn 2023-2025, làm tiền đề cho các cơ quan đơn vị địa phương chủ động tăng cường bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, từ năm 2015 đến năm 2019, nhiều nhà khoa học đến từ các nước Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Philippines đã giúp ngành văn hóa khai quật khảo cổ tại một số điểm trên địa bàn thị xã An Khê, tổ chức thành công hội thảo khoa học quốc tế về di chỉ khảo cổ học đồ đá cũ An Khê. Từ đây, văn hóa truyền thống được coi trọng và khơi dậy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được giữ gìn và phát huy. Mức hưởng thụ văn hóa của người dân được nâng lên, nhận thức ý thức của người dân ngày càng tăng, như việc tuân thủ pháp luật, sự gắn kết cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, lối sống văn hóa, mối quan hệ hòa thuận, kỷ cương xã hội được đề cao. Văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện về nhân cách, thấm sâu vào đời sống và hoạt động xã hội, qua đó gắn kết mối quan hệ giữa việc xây dựng môi trường văn hóa với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những tồn tại và đề xuất kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết số 33 NQTVK thời gian tới. Trong đó, lấy con người làm trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, văn hóa là động lực cho sự phát triển bền vững. Chúng ta có 3 cái chương trình lớn đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đó là cái đề án về bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, trong đó có Cồng Chiêng. Cái đề án thể thao thành tích cao để trên cơ sở là tiếp tục là tạo cái tầm vóc lớn cho con người. Và cái đề án thứ ba, cái chương trình thứ ba đó là xác định văn hóa trở thành cái nguồn lực kinh tế. Trong đó là kinh tế thể thao, văn hóa kinh tế để mà trở thành cái sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Gia Lai của chúng ta. Và xây dựng cái chương trình về phát triển du lịch của chúng ta là trong cái nhiệm kỳ 5 năm vừa qua. Cái vai trò, vị trí của ngành, của vấn đề văn hóa liên quan đến nghị quyết 33 và các nội dung như thảo luận thì vẫn còn nguyên giá trị, cho nên thời gian đến trách nhiệm của ban tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu, triển khai hiệu quả các cái chương trình. Thời gian vừa qua, đặc biệt là 4 năm gần đây thì đội ngũ văn nghệ sĩ của Hội Văn học nghệ thuật đã đạt rất là nhiều thành tựu, đại diện cho các chuyên ngành, nhất là trong khu vực nhiều tác giả đại diện các chuyên ngành là có những cuộc tham gia liên hoan, triển lãm, những cuộc thi thì đều có những cái dấu ấn trong khu vực, kể cả trong nước, kể cả một số tác giả cũng có những cái tác phẩm đạt ở quốc tế. Thì đấy cũng là một cái tín hiệu vui mừng trong suốt cái hành trình của Hội Văn học trong thời gian vừa qua.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận những kết quả đã đạt được trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết này trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa gia đình con người Gia Lai, vừa mang đặc trưng chung của con người Việt Nam, vừa thể hiện rõ bản sắc riêng về văn hóa và con người Gia Lai với các tiêu chí như nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết, siêng năng, cần cù, kiên cường, bất khuất, khát vọng vươn lên, đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, với gia đình, cộng đồng, xã hội, với quê hương và đất nước. Chú trọng phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, y tế, thể thao, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao tầm vóc trí tuệ, tuổi thọ, tâm hồn, tình cảm cao đẹp, chỉ số phát triển con người, chỉ số hạnh phúc của con người. Xây dựng bộ tiêu chí bình xét vinh danh nhằm tôn vinh công dân Gia Lai tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thi đua trong học tập, lao động, công tác, trong học tập, trong công tác, trong lao động, trong sản xuất. Tăng cường lãnh đạo thực hiện quy định về xây dựng văn hóa trong toàn đảng bộ. Mỗi chi bộ, mỗi cơ quan, đơn vị địa phương đều tiêu biểu về đạo đức văn minh, mỗi đảng viên đều tự giác tiên phong gương mẫu, xem đó là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Huy động cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ văn hóa, gia đình, đặc biệt là chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Kiên quyết xóa bỏ hủ tục lạc hậu, sớm chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc thiểu số, nhất là tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống, âm thanh cồng chiêng, vân vân. Một số nội dung khác cũng được Bí thư Tỉnh ủy đề cập như tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an ninh con người, phúc lợi xã hội cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng thực hiện các hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng và đào tạo cán bộ làm văn hóa ở các cấp, có chuyên môn, có nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý làm công tác văn hóa, có năng lực, có trách nhiệm, có am hiểu trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bố trí nguồn lực kinh phí xứng đáng cho các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh truyền bá văn hóa, ngôn ngữ, giới thiệu Gia Lai ra với thế giới, đưa các quan hệ hợp tác quốc tế về văn hóa vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động văn hóa xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương trong việc sáng tạo, xây dựng, hiện thực hóa các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam tại Gia Lai vào trong đời sống xã hội.